Vâng, chào các bạn, chúng ta đến với cả đây là trận tứ kết 1 thôi bạn. Vừa rồi là game thủ first, còn đây là game thủ rớt màu đỏ của chúng ta. Anh ấy chính là thành viên đến từ team StarTail Line. Từ khi khởi nghiệp đến giờ anh ấy vẫn chơi cho team StarTail mà không hề có sự thay đổi. They faced off a month ago, exactly. Còn đây là game thủ first của chúng ta. Này thì first đã ra nước ngoài thi đấu rồi, không còn chơi ở Hàn Quốc nữa. Có thể thấy rằng hiện nay thì đây là con Overlord của game thủ Line đang được đưa đi rất đúng hướng, sẽ được đưa đúng sang vị trí mỏ của đối phương. Nó sẽ được đưa đúng sang vị trí mỏ. Maybe a little bit less rushy stand, but Rushy Zerg, I remember him using a lot of target builds, and he's been going. Thế hiện nay thì first quyết định lên cho mình build get quick ban rồi. Vâng, trong đó hiện nay là ăn ga và cũng như là lên cho mình swarming pool. Vâng, anh ấy đặt xuống swarming pool ở supply thứ 13. Như vậy anh ấy sẽ có Z-Lord, áo vải nhập, sẽ có Speedlink. Vâng, Speedlink sẽ rất kịp thời để phòng ngự được. Ngay cả có là build Cannon Rod của game thủ Protoss. Hiện nay thì cách đánh cái lần này của Lai thì là cách chủ động phòng ngự thưa bạn. Tại vì anh biết rằng là đối phương Protoss hiện nay rất thích những chơi những cái trò như kiểu là Poxy, áo vải Poxy mà đó làm gì nhỉ? Orker này, hay là lên Fogfatic Pen, hay là build Gatefatic Pen. Cho nên là cái việc chủ động phòng ngự sẽ giúp cho Lai có một phương án an toàn hơn so với cả việc là cứ ăn mỏ rồi chờ cho em đi scan xem đối phương chơi cái gì rồi làm gì. Cái việc đó thì khiến cho Lai bị động phòng ngự hơn rất là nhiều. Cho nên thay vì là như vậy, anh ấy lên thẳng luôn cho mình đó là speedlink luôn, mà sau đó mob ra cho mình khoảng tầm 4 con Zergling để có thể là đi scout cũng như là căn cứ map cho mình. Phát cảnh giác hiện nay thì Zergling đã bắt đầu lùa con Pop ra rồi, và các bạn thấy hiện nay Pop còn chưa nhìn thấy được xem đối phương có ăn gai không. Vâng, có lẽ đây sẽ là một thiệt thòi khá lớn cho first của chúng ta. Hiện nay first còn chưa biết phát hiện được đối phương có ăn mỏ hai không các thứ bạn. Còn Pop này chắc là sẽ phải bỏ mạng thôi. Sẽ hơi khó cho Pop. Trong đó phía bên này thì Proton đã bắt đầu nâng cấp cho mình Warp Gate rồi. Massive Core đang được mua ra. Vâng, con Pop đã bỏ mạng rồi. Trong một góc tối thưa bạn, nó đã bị 4 thanh niên nông dân. Không phải 4 thanh niên nhà quê Zergling đã hấp diêm ở trong góc và phi tang xác. Cũng như là xác chết đã được thả vào sông nào nữa. Hiện nay chúng ta thấy rằng là 4 con Zergling đang lượn lờ đây. Vâng, bị Massive Core đuổi ra ngoài rồi. Với việc mà có Massive Core cũng phải di lọt thì có thể dễ dàng phóng ngự được mấy con Zergling này thôi, không có gì khó cả. Hiện nay Proton mà tích tiền chưa? Vâng, hiện nay là supply thứ 30 rồi mà vẫn chưa thấy đặt cái gì cả. Proton đang đặt thêm 2 gate mình ở phía bên trong này. Vâng, bình thường thì nếu như đây là build gate flick pen, anh ấy đã bắt đầu ăn mỏ rồi. Anh ấy đang ăn cho mình 2 gate nữa, có vẻ là hơi bất thường thôi bạn. Tôi không nhớ lắm đây là cái build gì của first luôn. Hiện nay thì đây là con drone bắt đầu được đưa ra để mà ăn mỏ 3 cho game thủ first của chúng ta rồi. Anh ấy ăn mỏ ở hướng 3.5, như vậy là nó sẽ khá xa cái vị trí của của mỏ của Protoss. Hiện nay thì 2 gate sẽ hoàn thành xong cho game thủ first rồi. First đang định làm gì đây? First hiện nay đang tích đủ 400-500 mil rồi, và anh ấy vẫn chưa ăn được mỏ tại vì có một con Zergling đang có mặt ở đây, chắc là cần phải đưa sentry ra rồi. Hiện nay thì warp gate đã hoàn thành xong chưa? Vẫn còn một lúc nữa thì mới hoàn thành xong, hai gate đã hoàn thành xong rồi. Hiện nay Proto của chúng ta đang bắt đầu tiến hành đặt xuống mỏ 2. Có thể nói rằng là hơi bị muộn so với cả bình thường. Hiện nay thì Lai đã có thể là tự tin mà ăn mỏ 3 rồi. Lai hiện nay đã đặt xuống nhà Rogue Raven, và khi mà Proto push ra chắc chắn là nhà đã có đầy đủ Rogue cho mình rồi, và Proto của chúng ta sẽ không thể nào gây thiệt hại cho mỏ 3 của Lai nữa. Hiện nay các bạn thấy rằng có vẻ là khá muộn đấy, không biết là lý do tại sao mà anh lại đánh khác biệt như vậy. Đây là một sự thay đổi khá lớn, nó đang phá vỡ hoàn toàn sách vở của chúng ta. Hệ thống giáo dục của chúng ta nó dạy là phải ăn mỏ trước khi mà ua in mỏ 2 bằng 2 cái gate, chứ không phải là đặt 2 gate trước sau đó mới bắt đầu tiến hành ăn mỏ 2 như vậy.
thanh niên Fer lại đổi mới rồi chăng? Có thể hiện nay đây là một cái bóng phong đích đang được đưa ra và đã nhìn thấy được màu 3 của Lai rồi. Vâng, có vẻ thể nói rằng hiện nay Lai đang quá tự tin rồi. Anh ấy đang có lợi thế hơn so với đối phương khá nhiều. Với việc ăn màu 3 sớm, anh sẽ có một lợi thế về lava, sẽ có lợi thế về nền kinh tế. Vâng, hiện nay còn đang phải win mỏ bằng fork. Như vậy sẽ rất dễ bị rốt nó lao lên, nó focus mất luôn là fork thôi bạn. Sẽ rất nguy hiểm khi mà fork đấy nó đang nâng cấp. Hiện nay thì game thủ Fer của ta đã bắt đầu lên cho mình khá nhiều sentry và đang bắt đầu đưa đi rồi. Có cái chả có cái quái gì đây cả thưa bạn, không ổn rồi. Không có cái pylon nào, không có warp rừng nào đây thì làm sao để có thể là hoa quân đây. Anh ấy đang định làm gì thưa bạn, tôi chưa hiểu nữa. Tấn công thẳng luôn à. Tấn công luôn bây giờ thì cũng hơi bị nguy hiểm. Vâng, ma ship co và nơi rồi. Hiện nay không có bất kỳ unit nào đây cả. Vâng, đã úi rồi lại phá game gì nữa. Rốt, chơi rốt đây, không được rồi. Rốt này quá cứng, nó chạy rồi. Ôi không được rồi, con này dừng lại, con nhìn xác định chết rồi. Này con đội Potter outside nơi thưa bạn. Fox phát ở đây, vâng, Fox Fox Phil phát đây, coi như xong rồi. Thì này bắt đầu chơi Queen đi, xong bắt đầu chơi gì? Bắt đầu chơi drone ạ. Thêm này, vâng, một pha counter attack ở đây với Zerg Link cũng phải ở Rốt đang đây, bốn Rốt đang có mặt ở góc bên này. Này Potter chúng ta đang phá nhà rồi, hiện nay Potter hình như vừa bị phá mất cái canon thì phải. Hiện nay thì Zilot đang lùa theo đàn Rốt kia, đàn Rốt hình như đang định sâu ra con Zilot thì phải. Fox Phil rồi, đúng rồi, Fox Phil rồi. Thì này có một con Rốt ở đây, vâng, sentry cứ việc nã và cái con Rốt này thôi. Như bạn thấy đấy, hiện nay Fox đang bị target rồi. Và bây giờ Recon. Yeah. Hara được một ít cho Recon luôn. Fox Phil rồi. Hai con Rốt này phải bỏ mạng ở đây thôi. Photo đã bỏ qua thêm cho mình Stalker cũng là Zero rồi. Còn Rốt này đã bị bắt và bây giờ còn hai con còn lại sao đây? Có chạy về không? Không chạy về ạ. Thôi thế thì bỏ mạng rồi. Wow. Trung thu này Rốt không về. Hiện nay thì chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì Lai đang lên cho mình cái nhà 2 Dradic đen rồi. Riêng về income hiện nay thì Potos đã bắt đầu có thể gần như là đuổi kịp so với cả Lai rồi. Tuy nhiên là về worker supply thì vâng cũng bằng nhau rồi, chênh lệch nhau khoảng 4647 thì cũng chả hơn nhau là bao nhiêu. Hiện nay thì Fer đang bắt đầu coi như là double tech thưa bạn. Vâng. Double tech anh ấy đã xuống nhau mình nhà Robotic Facility cũng như là nhà Twilight Castle để có thể nâng cấp cho mình Blink Colo cùng lúc. Này ôi ông được một pha tao tách ở đây, Dương Linh vào được phía bên trong rồi. Vâng, đã đi qua được hàng canon, nó vào được phía bên trong bên bay. Tất nhiên là với ba con này thì cũng không có gì phải sợ cả, nhưng vấn đề nằm chỗ hiện nay nó sẽ nhìn thấy tất cả những cái tech building hiện nay của Potos. Potos của tại này có vẻ đang hơi hớ hênh. Vâng, lại free con phát nữa rồi. Không hiểu Fer đang đánh kiểu gì thưa bạn, cách đánh này có vẻ là không được an toàn cho lắm, theo tôi đánh giá là vậy. Anh ấy liên tục đưa quân đi rất liều mạng như vậy, trong khi đó không gây được thiệt hại gì cho đối phương cả. Các bạn thấy là hai con ba con Dốc Linh này nhìn thấy tất cả những cái gì ở bên trong mỏ của Fer rồi. Fer này chưa ăn nổi mỏ thứ ba cho mình luôn. Phải nói rằng Fer hình như là đang feel. Anh Fer này cho là đang phê và đang feel, cho nên là anh ấy đang đánh theo kiểu ngẫu hứng. Có lẽ là trong game đấu đầu tiên thì là anh ấy cứ đánh ngẫu hứng thôi cho nó vui thôi. Hiện nay các bạn thấy rằng là Rốt đang có mặt ở vị trí mỏ thứ ba, nhưng mà Potos chưa, cho nên Potos ăn chưa ăn nổi được cái mỏ ba rồi. Nên Rốt đang có mặt đây, vâng, đang target vào cái nhà Fox này. Fox Phil rồi, Fox Phil vẫn nữa rồi. Hiện nay thì Rốt đang lao thẳng vào vị trí này, áp sát vào vị trí mấy con sentry rồi, đang bắt đầu chơi sentry. Hiện nay Rốt ở phía dưới đang phá xong được cái Fox rồi. Hiện nay tôi nhìn thấy ông nhầm thì Fox đã cancel kịp được cái upgrade. Hiện nay thì ra đây Immortal đang được warp ra. Vâng, coi tại vì phát hiện ra rất nhiều Rốt của Lai đang có mặt ở đây, cho nên anh ấy quyết định lên. Vâng, đây rồi, nhìn thấy nhà 2 Rodic đen rồi. Như vậy nghĩa rằng là phải Colo thôi, tech lên Colo thôi thưa bạn. Immortal bây giờ là chỉ cần khoảng tầm 2 con thôi, tối đa là 2 con thôi. Hiện nay Blink Stalker sắp sửa hoàn thành xong rồi. Bạn thấy rằng hiện nay thì Lai đang ăn thêm cho mình 2 nhà ga nữa cho mình. Tổng cộng số lượng ga sẽ là 6 nhà ga. Với cái lượng ga lớn như này thì đúng là chỉ có 2 ra thì mới có thể là 2 ra với Rốt thì mới dùng hết được cái lượng ga này thôi. Hiện nay thì 2 ra đã bắt đầu mob vào rồi. Tôi có thể nhìn thấy rằng là nâng cấp tầm bắn xa cho 2 ra đã hoàn thành xong, và bây giờ đó là nâng cấp speed cho mấy con 2 ra kia. Hiện nay Rốt đang rất là chủ động về việc tấn công. Tôi thấy rằng là Fer đã thêm cho mình một nhà Dark Shrine để chuẩn bị đưa DT vào trong mỏ của đối phương. Thời điểm này thì DT nó sẽ chỉ là một pha gọi là một chút ngẫu hứng mà thôi. Ô, cái gì kìa? Vâng, có một con Zerg Link nó đã độn thổ ở kia rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hiện nay Potos của ta đang làm những cái gì đó, nhưng nó có thể gọi là những cái hành động rất là khó hiểu được ạ. Hiện nay thì đây là cái vị trí mỏ thứ ba, tôi không ăn nổi mỏ ba ở đây, thế tại sao ăn mỏ ở phía dưới đi nhỉ? Này hai con DT rồi, vâng, nó sẽ được đưa thẳng vào mỏ nào đây? Tôi nghĩ rằng nếu như đã warp DT, tốt nhất là nên warp hẳn 4 con. Warp được thì cũng warp hẳn 4 con đây cho nó hiệu quả.
sẽ là drop thẳng vào vị trí mỏ này, sau đó tất cả DT quay ra chém hack Cherry luôn là xong. Ui không được rồi, Warpism bì vào có một đàn hai round có mặt rồi. Và bây giờ thì DT đang bắt đầu, vâng đang bắt đầu chém luôn rồi. Hai con Overseer móc ra ở khá nhiều nơi. Này có Poto đã bắt đầu phát hiện ra được con Dư Linh rồi và đã phá xong. Hiện nay thì con Dư Linh Burrow đã bị phá, nghĩa là Poto sẽ ăn được mỏ thứ ba thôi. Này sao đây, các bạn thấy rằng hai round, ôi đang lùa cho cái con này. Ôi DT, vâng xong rồi. Xong rồi, con ấy bỏ mạng rồi. Hiện nay chúng ta có thể tìm thấy rằng quân đội của Poto bắt đầu mua ra ngoài. Hiện nay có một con Overseer nhưng không biết là con Observer không biết là đi theo điểm gì. Không biết là định nhìn con nào đây. Giờ bây giờ chẳng có con nào muốn độ thổ ở thời điểm này cả thưa bạn. Chỉ có mỗi bên Linh là nó muốn độ thổ thôi. Hiện nay Rốt đang có mặt ở đây. Vâng, Rốt đã bắt đầu di chuyển về vị trí phía sau rồi. Không tiếp tục tham gia combat nữa. Hiện nay thì một đàn Rốt 2 ra sắp sửa nhập lại là 1 rồi. Các bạn nhìn thấy Army Supply hiện nay của Line đã gấp đôi so với cả của First rồi. First này đang bắt đầu tách lên cho mình nâng cấp cộng 2 tấn công và nâng cấp tầm bắn xa cho Colo. Colo đang bắt đầu quáp ra những cái lượng với cái việc mà chỉ có khoảng tầm 1 con Colo thể này chưa có nâng cấp tầm bắn xa này coi như là tận diệt rồi. 2 ra có thể dễ dàng áp sát vào vị trí đó và chơi luôn con Colo luôn. Này thì các bạn nhìn thấy 2 ra target thẳng vào vị trí cái Nexus này. Vâng, cancel không? Cancel rồi. Và như vậy là Poto lại bị đẩy lùi về vị trí mỏ 2 đấy bạn. Các bạn nhìn thấy rằng một pha binh ra nhưng đã hở mất di lọt cùng với cả Sentry rồi. Này Rốt đang có thể. Vâng, Rốt đã áp sát được vị trí của những con Sentry đang bắt đầu chơi con Immortal kia. Phong phi quá rồi. Vâng, bây giờ thì đi về thôi. Hiện nay hai ra của ta rất cố gắng chơi những con Stalker. Hiện nay các bạn nhìn thấy Immortal bị hở ra ở vị trí này rồi. Immortal về không đây? Vâng, về được rồi. Nhưng mà đã chết mất hai con Immortal rồi. Rất là buồn. Nhưng chiếm một con thôi. Này thì Colo đã ra nhiều mà chưa nâng cấp tầm bắn xa cho Colo. Colo đầu tiên ạ. Rốt và hai ra quyết định rút trở về vị trí sau. Này Rốt vâng lại một con nữa độn thổ ở đây rồi. Không biết Observer đang ở đâu, còn phải đưa ra ngay đây ngay bây giờ. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì game thủ Line của ta đang mob ở đây. Vâng, đó chính là Viper, 3 con Viper và thêm 1 con Rốt nữa. Ui giời, Stalker nhìn thấy Rốt ở đây rồi. Vâng, Blink lên, đúng rồi, Blink rồi, chơi 1 con Rốt rồi, 2 con Rốt rồi. Tuy không Observer để chơi 2 con còn lại. Này, sao đây, đây là một con chuyên Linh. Tại sao chuyên Linh đưa về đêm gì rồi? Chuyên Linh đưa thẳng ra bên kia chứ. Bạn có thể thấy là hiện nay thì First hình như đã có con Colo thứ 3, Colo thứ 2 rồi. Kìa đang mob ra con Colo thứ 3. Line này đã bắt đầu ăn mỏ thứ tư như mình rồi. Mỏ đấy nó đang rất là gần cái vị trí một cái pylon. Có lẽ là Line cũng chả cần quan tâm cái pylon đó luôn thì phải. Thì First hầu như là có pylon cũng chả làm gì được. Anh ấy cũng chả làm gì đối phương cả. Anh cứ mặc kệ rồi. Để pylon đấy vui thì phải. Này thì Rốt 2 ra đã di chuyển rồi. Có thêm sự hỗ trợ của một con 3 con Viper nữa. Viper sẽ làm nhiệm vụ rất đơn giản thôi các bạn. Đó là kéo con Colo về. Này thì First mới có con cho mình khoảng 2-3 con Colo. Như vậy thì 3 con Viper nó kéo 3 phát là coi như xong. Đi hết Colo thì Poto lại đi về thôi. Này thì con đội Rốt 2 ra full lên đến góc bên này rồi. Và hai bên bắt đầu chia quân ra rồi. Lao vào chưa. Hiện nay không có 2 Templa cho First để có thể là feedback được mấy con Viper kia. Viper đang cố gắng cloud lên. Vâng. Ui giời, chơi đi. Kéo đi. 1 con 2 con rồi. Vâng, 2 con Colo 3. Ui vâng, kéo nhầm mất 1 cái bóng Colo rồi. Như vậy sẽ không có những thêm phát kéo nên đây cố tổng ta giữ được bảo kê mình được một con Colo. Nhưng mà hai ra Rốt đang rất tự tin lao lên. Vâng, target vào con Colo kia đây. Vâng, hiện nay một con Colo rút về vị trí sau rồi. Rốt hai ra vẫn đang tiếp tục áp sát lên. Soccer đã mặc phải Blink rồi. Nên ở vị trí phía sau và cả vị trí trước quân đội của cố tổng hiện nay đều đang bất lợi hơn. Colo cố gắng giữ khoảng cách với cả đã quân hai ra này và không ổn được trận đấu. Trong combat này thì game thủ cố tổng ta lại giành chiến thắng rồi. Hơi đen cho Line khi mà kéo 3 con thì lại bị kéo phải 1 con bóng. Chưa có quả vừa rồi mà kéo đúng con Colo này thì coi như là ăn luôn rồi đó. Line là thắng luôn rồi đó. The creep spread may be almost non-existent, but it doesn't matter because he was fighting the whole time and he wins before that. He doesn't even need. Thấy rằng hiện nay thì Line có mỏ thứ tư nhưng mà mỏ hình như chưa hoàn xong rồi, hoặc là hoàn xong rồi nhưng mà vẫn chưa tranh khai thác. Hiện nay thì Rốt hai lại quay trở lại. Vâng, kéo quả này thì kéo đúng rồi. Vâng, First bị kéo đúng mà là gõ GG luôn. Vâng, trận này thì nói chung là tôi cảm giác rằng là First cũng không hề có ý định giành chiến thắng trong trận đấu lần này rồi. Hai game thủ chỉ có đang có ý định là muốn thử nghiệm nhau thôi. Và tỷ số của ta hiện nay đang là 1-0. Nghe phía game thủ Line của ta. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với cả game đấu thứ 2 thưa các bạn. Game đấu thứ 2 của chúng ta thì sẽ diễn ra ở trên map Deadwing. Cái map với 49 xuất phát.